Cả nhà thân mến, hiện tại Việt đang có mặt tại một cái khung mẫu nhà sàn bê tông tại xã Trung Sơn này, rất là đặc biệt. Mời quý vị và các bạn cùng theo chân Việt vào ngôi nhà ở đây ý, thì bà con hiện tại là người dân tộc Dao đang muốn phát triển về du lịch nên là làm có thể xây hơi khác lạ đi một tí mọi người ạ. Đây mời quý vị xem toàn cảnh này, thì ở dưới này hiện tại đang xây dựng để làm một cái phòng ngủ nghỉ khép kín ở bên dưới này luôn mọi người ạ. Đây như bên này này là một phòng ngủ khép kín, còn bên kia sẽ là khu nghỉ tập thể luôn mọi người ạ. Thì ngôi nhà này sàn này cực kỳ cao nhá, là một gian hai trái, nhưng mà anh chủ gia chủ ấy có phân ra là một phòng khép kín đặc biệt và một phòng ngủ tập thể. Mời quý vị và các bạn theo chân Việt lên tầng 2 thì sẽ ở ngoài này thì tập thể sẽ có nhà vệ sinh bên ngoài mọi người ạ. Thì mời quý vị các bạn theo chân Việt lên trên tầng 2. Tầng 2 bên này đi hơi đặc biệt tí mọi người ạ. Cầu thang sẽ đi vòng ra đằng sau về đằng trước. Đây là anh em mình cùng nhau lên. Ở đây thì vẫn là cái khung mẫu của nhà sàn bê tông truyền thống là con 7 dài 1m4. Cực kỳ đẹp, nhưng mà cách tân do gia chủ sẽ xây bức tường bằng gạch gỗ này. Còn nhà này thì là gia chủ sẽ lợp ngói rất là chắc chắn và đẹp. Nhưng mà sẽ đi một vòng đằng sau về đằng trước mọi người nhé. Đấy. Nhà này hơi đặc biệt này, sẽ đi vậy. Còn gia chủ còn thiết kế thêm là sau này sẽ làm nhà chỗ để xe ô tô ở đây. Còn anh em mình vào bên trong đi. Đây anh em mình vào bên trong đây. Đây hoa văn ngôi nhà sàn vẫn là giữ một nét truyền thống rất là đẹp. Ngôi nhà này rộng bao nhiêu không nhỉ anh nhỉ? Rộng trăm mét vuông à? Đấy hoa đầu lợn con 7 rất là đẹp nhỉ. Hoa văn rất là đẹp luôn mọi người này. Đấy. Ngôi nhà này rộng bao nhiêu mét vuông anh nhỉ? Rộng 105 mét vuông. À 105 mét. Cái này mình thuê thợ đâu để thi công này? Cho người Yên Bái lên làm. À, bao nhiêu tiền một vị anh? 14 triệu. À, đây mình trốn một cái cột đây nhỉ? Đấy, cột này, cột trốn để mình làm phòng khách. Đây, làm phòng khách để có thể làm mâu tay giải ở đây khá là rộng nhỉ? Kiểu cộng đồng. Đấy, cái này nó có. Đây, như mọi người xem này, anh có thể decor các cái đèn rất là đẹp luôn nhỉ? Cái này mình phải làm lan can anh ạ. Tối này làm lan can. Lan can sắp đến rồi, mấy phòng tuần tới này là họ đến lắp cửa lan can. À, đây mình làm một cái phòng khép kín ở đây nhỉ. Yeah. Đây mọi người xem phòng khép kín rất là đẹp luôn này. Đấy. Hoa văn thì vẫn là dáng của ngôi nhà sàn truyền thống, nhưng mà anh có thể thiết kế cách tân đi một tí để là làm homestay được nhỉ anh nhỉ. Đấy, điếc là anh sẽ làm chìm hết đây. Đấy, xung quanh là bàn nàng mình 100% là người Dao hết nhỉ? Đây là 100% là người Dao. Vâng, anh tên là gì nhỉ? Anh tên là Giàng, Lý Tả Giàng. Lý Tả Giàng, là thôn Trung Sơn nhỉ? Sơn. Đây, nhìn cái đường rèm đường riếc này anh làm. Ngói này anh mua tận dưới anh lên lợp à? Ngói này mua sờ dưới, mua tận Hà Giang lên, rồi đi đặt. Thế làm hiện tại giờ làm hết bao nhiêu tiền công cái này rồi? Không gió mấy vì dùng nhiều từ quá, gọi là cũng... mất mấy trăm rồi đấy. À rồi. Đấy anh làm rất cẩn thận, còn làm những cái đường ống nước, ống ghen để đi dây điện vào nó không bị ảnh hưởng đến sắt này nhỉ? Ừ, đúng rồi. Rất là đẹp đấy. Mình làm này ví dụ nó cả cái dây điện hở nó không ảnh hưởng đến sắt, bởi vì cái này là mình cái đi tô này là mình dùng sắt hết. Vâng. Cái hoa văn ấy, cái khung mẫu này là anh theo yêu cầu của anh hay là thật đấy thật? Là mình do mình xem mẫu của trên nó làm thì nó có 2-3 loại mẫu, thì mình muốn hoa văn nào thì nó cho mình làm hoa văn đấy. À trên này mình thiết kế thêm hai chỗ nhà nghỉ khép kín phải không? Hai phòng ngủ khép kín nhỉ? Yeah. Trên này tầng trên là hai phòng, dưới là một phòng. À hai phòng. Còn tầng bên kia mình làm ngủ là cộng đồng. Cộng đồng. Đấy, mọi người dự kiến nếu mà có du lịch phát triển thì mình có thể là làm cộng đồng. Rồi mình hiện tại giờ đang thi công, nếu mà bao giờ xong thì sẽ khai trương. Việt sẽ lên quay cho quý vị các bạn xem một lần nữa.
Việt xin khép lại video ở đây. Rất chúc mừng, chúc anh thành công hơn trong cái homestay này. Với em rất là muốn cái bà con mình ở đây càng phát triển thêm homestay thì du lịch về du lịch mình nhiều hơn thì cho bà con mình có cái cuộc sống ấm no hơn. Vâng. Cảm ơn. Cảm ơn em. Vâng, em xin cảm ơn nhé. Em xin chào. Okay.